Cả ba cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài là Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn đều có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam. Đây là đợt tập trung quan trọng, hướng đến trận đấu chính thức đầu tiên của ông Philippe Chaussier ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Dự kiến, Quang Hải là cầu thủ đầu tiên về nước khi mùa giải League 2 sớm khép lại. Tập trung đội tuyển quốc gia và có thể được thi đấu ở những trận đấu không quá căng thẳng là điều rất tốt với Quang Hải lúc này. Người xuất ngoại và đang có được dấu ấn tốt là Nguyễn Văn Toàn. Tiền đạo này được đá 8 trận tại K-League 2 kể từ đầu mùa. Chưa có bàn thắng hay đường kiến tạo nào nhưng Văn Toàn đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội. Đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung sau khi vòng 11 V-League kết thúc.